À, chà, cái câu này thì sư chưa có chưa có tổng hợp. À, được rồi, sẽ trả lời luôn đi. Kính bạch sư, mong sư hoàng hiền giải thích cho con câu hỏi. Thí dụ đời này quả trổ mình phải nhận về sự chết chóc từ một đối phương khác. Vậy khi mình thọ nhận quả đó thì mình nghĩ là nghiệp của mình và cứ cho là thật sự là nghiệp của mình phải trả, thì khi đó đối phương giết mình có mang tội sát sanh không? Tới đây sự ngưng ngang ở đây sự trả lời là có ha, có ha, tại vì câu hỏi nó quá dài cho nên sự ngưng ngang. Nghiệp của mình là nghiệp của mình mà nghiệp của họ là nghiệp của họ, nghiệp của mình bị giết thì đó là cái nghiệp của mình, còn nghiệp của họ họ phạm cái tội sát sanh thì đó là nghiệp của họ. Cơm ai ăn nấy no, nghiệp ai làm nấy hưởng. Đấy, cho nên là cái người đó là họ phạm tội sát sanh. Ừ. Rồi có kết oan trái với mình nữa hay không? Thì cái đó còn tùy. Cái đó còn tùy. Ừ. Có một cái thái độ mà quý vị nên hiểu như thế này. Một cái nghiệp sát sanh đi, nó không đơn giản là khi chúng ta có thái độ chấp nhận thì cái nghiệp nó sẽ hết. Khi chúng ta có thái độ chấp nhận cái nghiệp đó, nó chỉ đơn giản là khiến cho chúng ta không tạo thêm các ác nghiệp tương ứng nữa mà thôi. Ví dụ như khi người ta giết mình thì mình không oán giận họ, thì từ đó giúp cho mình không có kết oan trái với họ và không tạo các cái nhân để cho đời sau kiếp khác mình gặp họ mình muốn trả thù để tiếp tục gieo cái nghiệp nữa. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Chứ bản thân cái việc mà mình chấp nhận á, mình chấp nhận trả nghiệp á, theo cách nói bây giờ là mình chấp nhận mình trả nghiệp á, nó không khiến cho cái nghiệp đó nó kết thúc, mà nó chỉ đơn giản là khiến cho mình không tạo thêm ác nghiệp nữa mà thôi. Xin lấy ví dụ như trường hợp của Bồ Tát mình ấy, do ngài sát sanh nhưng mà ngài đã tạo vô số công đức, ngài đã tạo vô số công đức nha, cho nên là ngài phải chịu 7 kiếp bị chết do chết do tai nạn hoặc chết do người khác giết. Thì trong một kiếp á, trong một kiếp á, ngài cái một cái người là cái người đao phủ cầm cái đao lên á, chuẩn bị chém đầu ngài đó, ngài khóc. Thì đao phủ ông nói chà, sợ chết hả, sợ chết khóc. Ngài nói không phải, tại vì vào cái kiếp đó ngài có cái trí tuệ, ngài nhớ về tiền kiếp cho nên ngài biết là do cái nghiệp sát sanh cho nên là đời này là ngài phải chịu cái quả báo là bị giết chết, chết do tai nạn hoặc bị giết chết. Và ngài kể cho cái người đao phủ đó, thì cái người đao phủ đó mới hoảng sợ và bỏ con dao xuống là không có dám giết ngài. Nhưng mà ngài ngài nói là cái nghiệp ngài nó tới lúc trổ quả rồi, thì cho dù ông có giết tôi hay không giết tôi thì tôi vẫn sẽ chết. Và khi đúng cái thời điểm mà thay vì ông đao phủ ông chặt đầu Bồ Tát ấy mà ông bỏ rồi, cho nên là một cái tảng đá, lúc đó ngài đứng ngài ở suy nghĩ chắc ở rìa núi hay sao, một cái tảng đá nó rớt xuống và nó chặt đầu ngài. Đấy. Nhưng mà sư nói giả sử như á, sư giả sử như ngài phải chịu cái kiếp là bị giết hoặc là bị tai nạn chết trong 7 kiếp do cái nghiệp sát sanh của ngài. Thì mặc dù là ngài biết như vậy đó, nhưng mà ngài chịu cái kiếp là kiếp thứ 5 đi, thì sẽ vẫn còn 2 kiếp nữa. Ngài vẫn tiếp tục ngài chịu. Chứ không có mất, nó không có mất đi đâu hết trơn, ngài vẫn phải tiếp tục ngài chịu. Nhưng mà nhờ cái thái độ trí tuệ mà ngài biết được á, cho nên là ngài chấp nhận ngài trả nghiệp. Thì ngài không có oán giận cái người đao phủ chặt đầu ngài. Nếu như ngài oán giận, nếu như ngài oán giận thì đời sau kiếp khác ngài sanh ra ngài gặp người đao phủ là ngài sẽ muốn trả thù, ngài sẽ muốn giết người ta.
thì ngài sẽ tạo nghiệp, ngài sẽ tạo ác nghiệp. Đấy. Còn nếu không á, thì cái ngài chấp nhận ngài trả nghiệp thì cái nghiệp nó trả hết rồi thì thôi, nó không có thêm cái ác nghiệp mới. Cho nên quý vị nên hiểu ha, nên hiểu. Khi mình có thái độ mình chấp nhận trả nghiệp là mình sẽ không có oan trái với cái người mà họ làm hại mình. Chỉ vậy thôi. Và mình không cách chi mà mình đảm bảo cái chuyện là người ta có oan trái với mình hay không, mình không có đảm bảo được. Ví dụ như có rất là nhiều kiếp Đề Bà Đạt Đa hại Bồ Tát. Nhưng mà ngài vì cái lòng từ mẫn cho nên ngài tha thứ, ngài bỏ qua hết ấy. Nhưng mà rồi thì sao? Đề Bà Đạt Đa vẫn có oan trái với ngài. Ngài chỉ có thể làm được một cách là ngài không oan trái với Đề Bà Đạt Đa. Chứ ngài không làm được chuyện là ngài khiến cho Đề Bà Đạt Đa không oan trái với ngài. Quý vị hiểu cái sự khác nhau không? Đấy. Cho nên mình chỉ làm được mỗi một việc là mình không hại người ta thôi. Và mình không oan trái với người ta thôi. Còn người ta hại mình, người ta oan trái với mình thì đó là chuyện của người ta. Đấy. Vậy còn nếu người đó chỉ đến để lấy lại những gì thuộc về người đó, còn mình vẫn thọ nhận không oán thù, thì người đó có xem mà đã trả hết nghiệp với người đó hay chưa? Tự nhiên sư nói đó, khi nào mà cái nghiệp mình trả xong thì thôi, nó là xong về phần mình. Còn về phần người ta thì người ta vẫn phải chịu cái nghiệp của người ta. Giả sử như mình phóng hạ đồ đao, như sư nói là cái người đao phủ á, trong cái câu chuyện hồi nãy, cái người đao phủ á, người đó quyết định là người đó bỏ cái cây đao xuống, người đó không giết Bồ Tát nữa, thì Bồ Tát vẫn phải tiếp tục cái con đường chịu nghiệp của Bồ Tát thôi. Còn cái chuyện người ta hại mình cũng vậy, mình chấp nhận thì mình chỉ đơn giản là mình không tạo thêm nghiệp mới. Nhưng người ta khi người ta hại mình thì người ta tạo cái nghiệp, và dù cho mình không trả thù thì người ta vẫn phải chịu cái nghiệp đó. Chỉ đơn giản là mình không tiếp tục mình tạo nghiệp với người ta thôi. Nhưng nếu vậy phần ta đã trả xong, còn đối phương như thế nào thì cái đó là chuyện của người ta. Không nợ gì ta hay là tiếp tục vay nữa, thì như như sư nói, ai tạo nghiệp đó. Vậy nếu quả như vậy nhưng cả hai không hiểu ra, không ai giết ai nữa, thì lúc đó có gọi là tháo gỡ được nút thắt hay không? Thì đương nhiên nếu như mà cả hai đều hiểu ra đó mà không ai giết nữa, thì hai con người đó chỉ đơn thuần là ngưng tạo oan trái với nhau. Còn nghiệp của họ thì vẫn tiếp tục trả. Đừng bao giờ nghĩ rằng khi mình giết một cái chúng sanh nào đó thì trong đời sau kiếp khác phải là chúng sanh đó giết mình mới được, thì không phải như vậy. Có khi cái chúng sanh đó họ đi ở cảnh giới khác, họ không ở đó, nhưng mà mình vẫn phải tiếp tục mình chịu cái quả báo. Mà sư không biết sư nói tới nói luôn như vậy thì quý vị có hiểu được cái chuyện này hay không? Sư sợ sư nói nhiều quá nó thành ra là lùng bùng lỗ tai. Tóm gọn lại như vậy, khi chúng ta tạo nghiệp thì chúng ta sẽ phải hưởng cái quả báo của cái nghiệp chúng ta đã tạo, cho đến chừng nào nó hết thì thôi. Còn hai chúng sanh mà oan trái với nhau thì cho đến bao giờ họ kết thúc oan trái, họ không còn oan trái với nhau nữa thì thôi, nó ngưng. Nhưng mà cái nghiệp cũ mà họ đã làm thì họ vẫn phải tiếp tục họ chịu. Sư đưa ra một cái ví dụ để cho quý vị biết. Một người trộm cắp tài sản, sau đó họ lấy đem tài sản họ trả lại cho gia chủ,
thì á pháp luật vẫn truy tố cái người trộm cắp tài sản như thường. Còn cái chuyện anh trả lại tài sản cho gia chủ là cái chuyện của anh, nó chỉ được tính vào cái tình tiết giảm nhẹ thôi, nhưng mà pháp luật vẫn truy tố cái tội trộm cắp tài sản của anh như thường. Nhân quả cũng như vậy, mình lỡ mình hại người ta rồi người ta hại mình, hai người hại lẫn nhau, sau đó giảng hòa ngừng không có oan trái với nhau nữa, nhưng mình vẫn phải tiếp tục chịu cái quả của ác nghiệp mình đã tạo. Đấy. Mong là sư nói nhiều như vậy mà quý vị vẫn hiểu được điểm mấu chốt.